Lưu Bích Hữu nhớ lại vụ tai nạn, chỉ có ba lao vào biển lửa bế tôi ra. Những năm 2000, Lưu Bích Hữu là ca sĩ tuổi teen được đông đảo khán giả yêu mến bởi giọng hát trong trẻo đặc trưng cùng hàng loạt bài hit gắn liền với thế hệ 8X, 9X như Cô Gái Trung Hoa, Dằm Trong Tim, Gọi Tên Tôi Nhé Bạn Thân Hỡi. Thời điểm đó, những bài hát của cô không chỉ phủ sóng trên truyền hình, sân khấu ca nhạc, phòng karaoke mà còn trở thành nhạc chuông, nhạc chờ điện thoại của rất nhiều người. Thế nhưng giữa lúc đang hoạt động nghệ thuật sôi nổi, giọng ca nước mắt hóa đá lại gặp không ít trắc trở, từ tai nạn sân khấu cho đến những biến cố tình cảm. Từ đó nữ ca sĩ dần kín tiếng hơn trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống. Bẵng đi một thời gian, mới đây Lưu Bích Hữu bất ngờ xuất hiện tại chương trình Ca Sĩ Mặt Nạ. Không chỉ được khán giả ủng hộ nhiệt tình mà còn khiến nhiều sao Việt rưng rưng xúc động khi gợi lại những ký ức thanh xuân. Sau thời gian dài khá im ắng, điều gì khiến Lưu Bích Hữu nhận lời tham gia chương trình Ca Sĩ Mặt Nạ, trong khi đây lại là một chương trình mà ca sĩ phải giấu mặt? Ban đầu khi chương trình Ca Sĩ Mặt Nạ ngỏ lời mời, tôi đã do dự và lo lắng vì sợ không có thời gian luyện tập để mang lại những hiệu ứng âm nhạc hay nhất cho khán giả. Nhưng thật may mắn, trong ekip chương trình có Vương Khang, người em thân thiết từ những ngày đầu tôi vào showbiz đến nay và là người rất tài giỏi. Đây là lý do khiến tôi yên tâm quyết định tham gia chương trình. Nhận được sự yêu mến của khán giả nhưng Lưu Bích Hữu đã phải tháo mặt nạ và dừng lại khá sớm, bản thân chị có thấy tiếc. Tôi nghĩ rằng khán giả đã đoán ra được khi tôi trình bày ca khúc Sao Cha Không như cố vấn Trấn Thành nhận xét. Nhưng dù họ không chắc chắn muốn xác nhận bằng cách để tôi tháo mặt nạ xuống hay vì lý do gì đi nữa, thì việc Kim Sa Ngư được khán giả đón nhận và ủng hộ như vậy đã là niềm vui. Khi ẩn sâu sau lớp mặt nạ, xung quanh tôi chỉ là một màu đen, tôi hoàn toàn nhập tâm vào từng câu chữ của ca khúc. Giai điệu và tôi như hòa làm một. Đối với tôi, ca sĩ là người truyền tải giai điệu, nội dung, hơi thở của ca khúc đó đến với khán giả. Tham gia chương trình này, tôi thấy khán giả vẫn yêu thương và ủng hộ mình trong âm nhạc, đó là điều rất hạnh phúc. Bên cạnh những phản hồi tích cực từ khán giả, có người lại cho rằng là ca sĩ kỳ cựu đi hát nhiều năm thì chuyện hát hay không có gì lạ, Lưu Bích Hữu nghĩ sao? Cá nhân tôi thấy ca sĩ hát hay là một lẽ, nhưng có truyền tải được cảm xúc đến người nghe hay không là một chuyện khác. Từng được khán giả yêu mến, Lưu Bích Hữu có cảm thấy tiếc khi suốt thời gian dài không hoạt động sôi nổi? Thật sự, tôi không hoạt động sôi nổi ở Việt Nam do thường đi lưu diễn ở nước ngoài. Song song đó, ở Mỹ, tôi còn đi học để nâng cấp chính mình. Nhưng quan trọng là trong khoảng thời gian đó, bạn bè gần xa chưa bao giờ ngừng yêu thương, quan tâm và động viên tôi. Có người nói Lưu Bích Hữu giờ đây hoạt động nghệ thuật chỉ vì đam mê, không vướng bận kinh tế nên sẽ không đều đặn sản phẩm như trước. Có đúng như vậy không? Mỗi người sẽ có cách nhìn nhận khác nhau về cuộc sống. Với tôi, kinh tế không phải là vấn đề chính để quyết định cho việc ra sản phẩm đều hay không. Nếu ngày xưa Lưu Bích Hữu được biết đến là ca sĩ hát nhạc phim, thì giờ đây định hướng âm nhạc của chị là gì? Có thể sẽ sâu lắng hơn, tuy nhiên tôi cũng sẽ lắng nghe những lời góp ý và mong muốn mà mọi người dành cho mình. Đời tư lẫn sự nghiệp của Lưu Bích Hữu có khá nhiều biến động, sau tất cả Lưu Bích Hữu của hôm nay và 10 năm trước có gì giống và khác nhau? Tôi còn nhớ như in sự cố, điểm diễn phát cháy khiến mình bị bỏng nặng. Lúc đó trước mặt tôi là một biển lửa, mọi người chạy tán loạn, chỉ có duy nhất ba chạy vào đám cháy bế tôi ra. Bên cạnh một người ba ấm áp, tôi còn có một người mẹ ân cần. Mẹ là người luôn hiểu tôi cho dù không nói ra. Mẹ luôn cho tôi nhiều lời khuyên, là người chăm lo cho tôi từ ăn mặc đến giấc ngủ. Mẹ khiến tôi cảm thấy dù gia đình có nhiều chị em, nhưng Hữu vẫn được sống như cô công chúa không phải âu lo. Nhờ có tình yêu thương của ba mẹ mà khán giả và Lưu Bích Hữu của hôm nay hay 10 năm trước, ngoài tuổi tác ra thì không có gì thay đổi. Có phải chăng là Lưu Bích Hữu của hiện tại cứng cáp hơn, nghiêm túc hơn và sâu lắng hơn để có thể bảo vệ người mà tôi yêu quý? Với sức nóng ở hiện tại, Lưu Bích Hữu có dự định gì sắp tới? Tôi đã và đang chuẩn bị cho sản phẩm âm nhạc sẽ ra mắt vào tháng 9, còn những sản phẩm sau đó tôi xin phép được giữ bí mật vì muốn trau chuốt kỹ lưỡng hơn để mang lại nhiều bất ngờ cho khán giả. Thời gian gần đây, Lưu Bích Hữu hoạt động rất sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok. Phải chăng chị không muốn mình nằm ngoài xu hướng của giới trẻ? Dù ở sân chơi nào, nếu mình biết cách biến nó trở thành một trò chơi lành mạnh, thì nó cũng có thể giúp mình phát hiện ra những điều thích hợp với bản thân. Mạng xã hội cũng vậy.